Cô Thảo xin chào các con. Sang đến tuần 27 cũng chính là tuần chúng ta sẽ ôn tập giữa kỳ 2 và chúng ta đã đi được nửa chặng đường của kỳ 2 rồi. Và hôm nay cô Thảo sẽ hướng dẫn chúng ta chuyên đề đầu tiên trong phần ôn tập chính là phần ôn tập về tập đọc. Với chuyên đề tập đọc này chúng ta để ý rằng trong cái cấu trúc đề thi giữa kỳ của chúng ta thì tập đọc sẽ có những phần như ví dụ như yêu cầu chúng ta đọc đúng này, đọc nhanh các bài đọc. Đến lúc đi thi hoặc là kiểm tra, thầy cô sẽ cho chúng ta sẵn một đề, một bài tập đọc và yêu cầu chúng ta đọc cái bài đó. Thứ hai là chúng ta sẽ trả lời đúng các câu hỏi theo nội dung của bài đọc. Tức là đây là chính là phần đọc hiểu, đọc và tìm hiểu văn bản. Chúng ta sẽ có một cái đoạn văn hoặc là một mẩu truyện và những câu hỏi nhỏ ở bên dưới. Và nhiệm vụ của chúng ta sẽ là đọc các câu hỏi và trả lời được những câu hỏi đó. Và trong bài ngày hôm nay thì đờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta một số cái chiến thuật để giúp chúng ta có thể đọc hiểu văn bản cái chính xác. Và bên cạnh đó là mình sẽ luyện một số đề đọc hiểu để cho chúng ta quen với cái cấu trúc và mình sẽ sắp thi trong chương trình giữa kỳ. Đó. Bình thường với một số trường thì thang điểm sẽ khác nhau, nhưng mà tự chung lại thì khi mà đọc đúng, đọc nhanh các bài đọc thì sẽ được khoảng 6 điểm và việc trả lời đúng các câu hỏi theo nội dung thì đã được 4 điểm. Đấy là cái phần cấu trúc của cái bài tập đọc. Thì tùy mỗi trường sẽ có những cấu trúc khác nhau, nhưng mình sẽ có hai cái nội dung này là hai nội dung quan trọng nhất mà trong video ngày hôm nay cô Thảo sẽ hướng dẫn chúng ta học. Thứ nhất là ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Các con hãy tự mở sách giáo khoa, mình sẽ đọc lại toàn bộ những câu chuyện ở trong sách giáo khoa chương trình của Tiếng Việt 2 kỳ 2. Và nhất là với những bài thơ thì mình cần phải học thuộc lòng những bài thơ, được chưa nào? Đầu tiên là mình sẽ ôn luyện tập đọc các câu chuyện. Mình sẽ đọc lại toàn bộ các câu chuyện. Và thứ hai là mình sẽ học thuộc lòng các bài thơ. Đấy là hai nhiệm vụ mà các con sẽ tự làm và tự rèn luyện ở nhà. Hai, dựa theo nội dung của bài chọn câu trả lời đúng. Vậy chúng ta thử xem. Thầy cô sẽ cho bài đọc, ví dụ như là bài thơ hoặc là một câu chuyện nào đó. Có thể là có trong chương trình học kỳ 2, nhưng cũng có thể là một câu chuyện khác hoàn toàn nằm ngoài chương trình sách giáo khoa, và yêu cầu chúng ta đọc đoạn văn đó và trả lời những cái câu hỏi. Thế thì ở đây cô Thảo sẽ cung cấp cho chúng ta 3 bước để mình có thể giúp chúng ta đọc và tìm hiểu các văn bản. Bước 1 là mình sẽ đọc câu hỏi. Bình thường chúng ta vào bài tập đọc, rất nhiều bạn đọc bài tập đọc trước sau đó mới đọc câu hỏi. Thì như vậy là chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian. Cô ví dụ, khi mình đọc bài đọc, sau đó mình đọc câu hỏi, mình lại một lần nữa mình quay trở lại bài đọc để mình tìm thông tin trả lời. Như vậy mình đã mất thời gian 2 lần để mình đọc bài tập đọc. Có rất nhiều bạn đọc chậm thì có khi đọc bài tập đọc xong, mình đọc hết xong một lượt thì đã mất nửa thời gian mất rồi và không kịp để đọc câu hỏi và trả lời câu hỏi. Chính vì vậy, nhớ cho cô, khi vào bài tập đọc dạng này thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ đọc câu hỏi trước, sau đó mình quay lên bài tập đọc để mình tìm thông tin và mình trả lời. Và thứ tự câu tập đọc các câu hỏi nó sẽ tương ứng với các đoạn từ trên xuống dưới của đoạn văn. Bước số 2 là gạch chân các từ khóa ở trong đề. Nếu đề bài thầy cô cho chúng ta đề, cho chúng ta có thể gạch chân vào đề thì chúng ta sẽ gạch những từ khóa để mình xác định đúng yêu cầu của đề bài. Thứ ba là tìm từ khóa trong bài và trả lời câu hỏi. Tức là khi mình gạch chân vào từ khóa ở trong đề rồi thì mình sẽ tìm những cái từ khóa đấy nó xuất hiện ở đoạn nào trong cái văn bản của mình, xuất hiện ở đoạn nào trong cái bài tập đọc, thì mình sẽ từ cái đoạn đấy mình tìm ra câu trả lời. Được chưa? Ví dụ như là mình đã từng học bài sông Hương, đúng không? Sông Hương thầy cô có hỏi chúng ta là các sắc độ màu xanh khác nhau của sông Hương, thì ở đây có từ khóa là màu xanh, sắc độ của sông Hương. Thì mình sẽ tìm những chỗ nào có màu xanh, có sắc độ của sông Hương thì mình làm. Còn cái đoạn mà chỉ về màu đỏ mùa hè của sông Hương thì mình sẽ không làm, không động đến nữa. Đấy là cái cách mình tìm từ khóa ở trong bài và trong đề. Bây giờ để cụ thể hóa cho các bước về đọc hiểu mà cô đã hướng dẫn cho chúng ta, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một bài tập. Đó chính là đọc đoạn trích cá rô lội nước
của nhà văn Tô Hoài và sau đó chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi ở bên dưới. Bây giờ mình sẽ không đọc đoạn này trước. Các con sẽ mở sách giáo khoa tiếp 10 phần ôn tập ra để mình sẽ làm bài tập. Mình sẽ không đọc đoạn văn trước mà mình sẽ đi đọc câu hỏi trước. Một cá rô có màu như thế nào? A. Giống màu đất. B. Giống màu bùn. C. Giống màu nước. Sau đó mình sẽ quay lại. Đầu tiên mình sẽ gạch chân vào từ khóa, đúng không? Từ khóa ở đây là gì nhỉ? À, từ khóa ở đây là cá rô có màu như thế nào? Cá rô và màu. Thế thì mình sẽ quay trở lại bài, mình tìm chỗ nào có từ cá rô và có màu thì mình sẽ làm, mình sẽ đọc. Những bác cá rô già, rô cụ lực lưỡng, đầu đuôi đen xì lẫn với màu bùn. Đầu đuôi đen xì lẫn với màu bùn. Đây thì mình sẽ thấy xuất hiện hình ảnh của cá rô, hình ảnh của bùn rồi, đúng không? Thế vậy thì mình sẽ tìm được câu trả lời. Thì đây là đáp án của chúng ta, là đáp án B, giống màu bùn, đúng chưa? Tiếp tục, mùa đông cá rô ẩn náu ở đâu? Vậy thì mùa đông cá rô ẩn náu ở đâu? Chúng ta lại quay trở lại, chúng ta đọc đoạn văn xem là có hình ảnh của mùa đông và chữ ẩn náu. Mùa đông, cá rô và ẩn náu. Chỗ nào có những chữ này thì mình sẽ tìm được cái thông tin để trả lời. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ trả lời được đấy là trong bùn ao, đúng chưa? Đó. Như vậy với cách làm như thế thì chúng ta không cần phải đọc hết bài và chúng ta vẫn có thể trả lời được. Câu 3, đàn cá rô lội nước mưa tạo ra tiếng động như thế nào? Ở đây là đàn cá rô này, lội nước này và tiếng động, có từ khóa tiếng động, hỏi về tiếng động thì mình sẽ tìm những cái từ như thế. Ở đây là đáp án của chúng ta là đáp án gì nhỉ? À, là đáp án B, đúng không? Rào rào như đàn chim vỗ cánh. Rất là chi tiết và cụ thể, mình tìm thấy ở trong sách giáo khoa, đúng không? Câu 4, trong câu cá rô nô nức lội ngược trong mưa, từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi con gì? À, con gì thì là cá rô, đúng không? Đây là một câu tích hợp về kiến thức luyện từ và câu. Ngoài những bài đọc hiểu liên quan đến kiến thức về văn bản thì thầy cô sẽ yêu cầu hỏi thêm một số những kiến thức về luyện từ và câu mình đã được học. Bộ phận in đậm trong câu chúng khoan khoái đớp bóng nước mưa trả lời cho câu hỏi nào? Chúng khoan khoái đớp bóng nước mưa thì đây là trả lời cho câu hỏi gì? Mình nhớ lại các câu hỏi nào. Chúng ta nhớ xem video về ôn tập luyện từ và câu để chúng ta nhớ lại các cấu trúc câu nhé. Vì sao là những câu hỏi để hỏi về nguyên nhân, lý do, đúng không? Như thế nào là hỏi về đặc điểm và khi nào là hỏi về thời gian? Thế là chúng khoan khoái, vậy thì khoan khoái là chỉ lý do, chỉ đặc điểm hay là chỉ về thời gian? À, chắc chắn rồi. Ở đây từ khoan khoái chính là từ chỉ về đặc điểm, vậy nó là kiểu câu như thế nào, đúng chưa? À, sau khi chúng ta học xong bài đấy rồi, chắc hẳn là chúng ta đã quen với cách làm về bài đọc hiểu rồi, đúng không? Bây giờ cô sẽ cho chúng ta một bài tập đọc khác, là luyện tập bổ sung. Chúng ta sẽ dựa vào bài Sơn Tinh ở trong trang 60 mình làm, đúng chưa? Câu A, câu 1, những ai đến cầu hôn Mị Nương thì đây thấy xuất hiện chữ Mị Nương và xuất hiện chữ cầu hôn, đúng không? Vậy mình sẽ đọc để mình xem ai đã đến cầu hôn với Mị Nương. Thì ở đây chắc chắn là câu đáp án C, Sơn Tinh và Thủy Tinh, đúng không? Câu tiếp, câu 2, cuộc chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh, ai là người thắng cuộc? Thế thì mình đọc câu chuyện đấy và mình thử suy nghĩ sẽ xem trí nhớ của mình như thế nào, ai là người thắng cuộc nhỉ? À, Sơn Tinh đến trước và cưới được Mị Nương, đúng không? Và Sơn Tinh chính là người thắng cuộc. Sơn Tinh thắng cuộc là đại diện cho sức mạnh của con người đã chế ngự được thiên nhiên, chế ngự được lũ lụt, đúng không? Câu 3, câu chuyện này nói lên điều gì có thật? À, đây nói lên điều đấy là nhân dân ta chống lũ rất kiên cường. Đó. À, đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm. Sơn Tinh rất tài giỏi. Vậy rất tài giỏi ở đây là từ chỉ đặc điểm, chính vì vậy mình sẽ dùng kiểu câu nào? À, mình sẽ dùng một kiểu câu rất là đặc trưng của từ chỉ đặc điểm, đúng không? Đấy chính là kiểu câu như thế nào, Sơn Tinh như thế nào. Và trả lời là Sơn Tinh rất tài giỏi. Tiếp tục, Hùng Vương làm thế nào để chọn chàng rể? Lúc này có hai vị thần rất tài năng đến để xin Hùng Vương cưới Mị Nương. Nhưng mà vua Hùng không biết chọn ai, bèn làm cách đó là chọn người đem lễ vật đến trước thì sẽ được làm rể của vua Hùng, đúng không? Câu 5, cuộc chiến đấu giữa hai vị thần là cách giải thích hiện tượng gì hàng năm? À, đây chính là giải thích hiện tượng, đấy là hiện tượng lũ lụt, đúng không? Là hàng năm Sơn Tinh, Thủy Tinh đều tức tối và dâng nước lên để đánh Sơn Tinh. Câu 6, từ nào hợp với nghĩa câu sau? Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi. À, dòng nước ở đồi núi thì người ta gọi là suối, đúng chưa?
Bây giờ chúng ta sẽ sang với câu số 7. Bộ phận in đậm trong câu ở nước ta có nạn lụt vì năm nào thủy tinh cũng dâng nước đánh sơn tinh. Phần in đậm chính là phần cô để chữ màu trắng này. Trả lời cho câu hỏi nào? A. Khi nào? B. Như thế nào? Và C. Là vì sao? À, chắc chắn rồi, ở đây mình thấy xuất hiện chữ vì. Những nguyên nhân và lý do sẽ là trả lời cho câu hỏi vì sao, đúng không? Và đáp án của chúng ta chính là đáp án C. Câu 7 đáp án C. Câu 8. Câu Mị Nương là người con gái đẹp tuyệt trần được cấu tạo theo kiểu câu nào? A. Kiểu câu ai làm gì? B. Kiểu câu ai thế nào? Và C. Kiểu câu ai là gì? Thế đây đáp án của chúng ta là kiểu câu ai thế nào, bởi vì là nói đến đặc điểm của Mị Nương, đúng không? Nói đến đặc điểm thì sẽ là kiểu câu ai thế nào. Mình nhớ lại một chút. Câu 9. Cụm từ nào trong câu hôm sau Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và được đón dâu về? Trả lời cho câu hỏi khi nào? À, chúng ta thấy rằng khi nào là câu hỏi về thời gian. Thế thì có từ hôm sau, B là Sơn Tinh, C là đón dâu về. Vậy thì đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A, hôm sau. Như vậy là sau bài tập đọc ngày hôm nay, các con nhớ cho cô cái kiến thức để chúng ta có thể làm bài tập tập đọc trong bài kiểm tra giữa kỳ một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đấy chính là bước 1, mình sẽ đọc câu hỏi chứ không đọc bài văn nhé. Đọc câu hỏi chứ không đọc câu chuyện. Bước 2 là gạch chân từ khóa. Và bước 3 là tìm từ khóa trong bài văn và trả lời câu hỏi. Như vậy cô đã hướng dẫn chúng ta xong phần chuyên đề tập đọc để chuẩn bị cho việc ôn tập giữa kỳ 2 của tiếng Việt, chương trình tiếng Việt 2. Và các con hãy nhớ mình xem lại và mình làm thêm các bài tập mà cô Thảo đã đưa. Chúc các con thi giữa kỳ đạt kết quả tốt. Cô Thảo tạm biệt và hẹn gặp lại các con.